Hello, hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel Factor Yuga mình nha. Thì mình sẽ tiếp tục cái con Resident Evil 3 đây. Thì cái lúc này là cái thằng Cách Lót chuẩn bị đi vô cái bệnh viện để lấy cái vaccine cho em Jill này anh em ạ. Em Jill hôm qua bị cái thằng mập địch Nemesis nó lây nhiễm rồi. Em ấy đang nằm rên. Có nghĩa quằn quại nhờ. Thôi bây giờ mình phải đi kiếm cái vaccine cho em yêu đây. Ok. Mình cần khá là nhiều máu và đạn. Có vẻ như mình chưa thấy con quái nào trâu bò lắm nhỉ. Có lựu đạn choáng nữa nè. Dao. Ủa mình đi bên kia mới đúng chứ nhờ. Ôi trời ơi. Mình dị ứng mấy cái đèn đỏ đỏ này ghê luôn nha anh em nha. Cái màu đỏ như vậy là nó là một cái điều gì đó chẳng bao giờ tốt lành. Định mệnh vừa mới nói xong. Vãi lúa thiệt. Đây là gì đây? Giới thiệu cái bệnh viện tưởng niệm Spencer. Wow. Ủa sao cái súng lục của mình nó lòi ra một khúc ghê vậy ta? Để nó gắn cái nòng giảm thanh chắc. Trâu bò. Trâu bò. Ôi cái định mệnh á, không tin được luôn à, quải thiệt luôn á. Anh em thấy không? Ồ mình chém nó vô đầu tè le luôn à, hư cấu quá à. Thằng này à, biết mở cửa luôn bà nội. Thằng này chết chưa? Biết lắm mà. Mà sao mấy con dơm này nó trâu thế nhờ? Bắn vô đầu thế mà. Hư cấu ghê luôn á. Nói cho biết lắm mà. Định mệnh á. Giả bộ chết thì tao cho chết luôn. Này nát đầu rồi không tính. Có ảo không trời, dơm gì mà trâu vậy? À quên, hai cái màu đỏ này nó không có kết hợp được anh em á. Trời ơi. Ơi. Gì vậy? Bệnh viện là một trong những cái nơi đáng sợ nhất luôn anh em ơi. Mình không có cái đồ mở khóa, tại sao mình không 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 lấy được đồ của con diêu nhờ? Con diêu nó sẽ đầy đủ hơn mình nhiều. Hình như là mình lấy cái chìa khóa này được đúng không ta? Không, nó hiển thị cái thùng rác này lên, có nghĩa là cái món đồ này không cần phải sử dụng nữa anh em ạ. Mình có thể vứt cái đi để cho nó không có bị chật cái ba lô của mình, cái túi đồ á. Ngoài kia có một cái nè. Mẹ ơi cái tiếng đàn kìa, cái tiếng âm thanh kinh quá. Súng lục mình hết luôn rồi. Chào mừng đến với văn phòng của tiến sĩ Nathanael Bratt. Đây. Nó kêu mình khai báo gì kìa. Nhật ký của y tá ngày 25 tháng 9. Cũng không có gì luôn. Máy chạy băng cassette hả? Để làm cái gì ta? Không được. Bạn sẽ phải lắp cái băng vào để nó hoạt động. À cái này chỉ là cái máy thôi, mình phải cần một cái băng cassette nữa anh em ạ.
I'm here to rescue you. Open the door. Oh, but no. Voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? Mình hiểu rồi, mình phải lấy cái căn mình phải đi kiếm cái cuốn băng cassette, mình bỏ vô cái máy chạy băng rồi mình để vô đây nè anh em ạ, để cho nó nhận diện cái giọng của ông tiến sĩ. Cứ có máu là mình phải chế tác ngay. Ui, cái tiếng âm thanh kìa anh em có nghe không? À, sợ quá. Cái lệ gì thốn. Vô lý sao giờ châu thế? Chết chưa vậy mấy má? Châu thiệt sự luôn. Cho chết luôn. Mấy cái đứa nào mà giả bộ là mình cho nó chết luôn anh em ạ. Quái. Há chém như vậy mà đừng nói là không chết nha. Sao để mình vô đây được nhầy? Chắc là mình sẽ từ từ mình đi kiếm một cái công tắc gì đó để mình mở. Ôi cái này là cần một cái thẻ từ hay gì nữa rồi. Cái này chắc không phải. Cái này kiểu như là hết sử dụng được rồi anh em ơi. Cái này là mình có thể vứt đi được rồi nè. Để mình lấy cái chỗ trống á. Giờ mình đi đâu đây ta? Ở kia nó lại có một cái thùng nữa kìa. Cái cửa này mở từ bên kia. Nó mở từ bên trong chứ không mở được từ bên đây. Vậy là mình chỉ còn đi lên đây thôi. Wow. Rồi cái gì vậy? Cái đầu kiểu này là chết chắc rồi. Bình tĩnh nha ha, bình tĩnh nha ha. Wow. Quá trời đồ luôn, không biết sao lấy luôn á. À, nhìn cái đầu kiểu này là biết chắc là giả chết nè anh em. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? À, súng lục hả? Súng lục mình thấy nó phế phế sao á. À, cửa gì đâu, quá trời cửa luôn vậy trời. Cái chỗ này để từ từ mình qua đã, để mình chạy lại bên đây coi có chỗ vô không. Mình mới từ chỗ đây lên đúng không? Ừ, ở đây cơ mình là chuẩn bị đi vô đâu vậy? Đâu, cái đó là cái mái nhà chứ nhờ. Cái mái nhà là cái chỗ mình mới đi vô mà. Đây. Ồ, có cái bản đồ này nè. Phòng lưu trữ là ở đây hả? Phòng lưu trữ là cái chỗ mà mình sell rồi chắc. Đúng rồi nè, mình sell lại nè. Ok, mình cứ sell lại đi đã, rồi tính. À quên, cái này mình chỉ còn nước sell đè lên thôi em ơi. Nó hết chỗ trống rồi, nó hết chỗ để sell rồi. Bây giờ mình đi đâu đây?
phòng nhân viên. Ok, mình vô hết. Hồi hộp dí bấy. Hả, được đứng về bất ngờ nha. Mẫu mè kinh quá anh em ạ. Có cái thứ gì đó đem đến đây. Ôi, mình lại không có cái đồ mở khóa nữa rồi. Mình không lấy được cái đồ của em Diêu nhỉ. Sợ vãi nồi luôn. Ghi chú từ ban quản trị, không được đem thẻ ID ra khỏi bệnh viện cho bất kỳ trường hợp nào. Theo quy định an ninh, toàn bộ nhân viên phải cất thẻ của mình ở trong cái tủ đồ cá nhân trước khi ra về. Chìa khóa phòng thay đồ đã bị mất, người cuối cùng giữ chìa khóa có thể làm rơi ở đâu ngoài sân? Chìa khóa phòng thay đồ, sân, thẻ ID, tủ đồ cá nhân. Bây giờ mình cần kiếm cái tủ đồ cá nhân trước đã. Đâu vậy? Hiện tại là mình chỉ có 2 tầng thôi mà. Ô vãi, bây giờ mình cần phải lấy một cái chìa khóa đã. Đệt. Hình như là nãy có nói là cái chìa khóa nằm ở ngoài sân đúng không? Làm rơi ở đâu đó ngoài sân, ở đây là chỗ nào nữa? À, phòng ốc nhiều quá anh em ơi. Rồi rồi rồi, mình nhớ rồi. Cái chỗ này là mình mới đi ra từ cái mái nhà nè. Còn cái chỗ này là cái chỗ gì đây? Phòng trực y tá hả? Vô luôn. À, phòng ốc gì đâu mà từ lưa hết á. Ghi chú về một đoạn băng ghi âm. Từ ngăn tủ khóa trong khu y tá và đi về phía phòng điều trị. Tôi sẽ cố gắng lẻn vào. Khu y tá hả? Khu y tá có đây không? Ủa đây nè. Mình phải kiếm được cái thẻ ID nè. Ôi! What? Y tá mà có cả người thường trong đây nữa hả? Thôi bác bảo vệ. Lại đây bác bảo vệ ơi. Nát sọ. Chưa chết đừng có xạo. Đừng có xạo. Đừng có xạo. Biết lắm mà. À, cái chỗ này mình lại phải dùng cái mật mã để mở két nữa rồi. Đấy, phòng bệnh hơn chữa bệnh nè. Chết luôn đi. Lựu đạn nè. Đạn súng trường nè. Ô chết luôn hả? Chết thiệt hả? Ô mình tưởng giỡn. Ôi sao mình cần phải lấy nhiều cái dữ vậy ta? Đầu tiên là phải đi kiếm cái gì nhờ? Mình còn một cái phòng giật ủi nữa, mình sẽ đi vô đó. Đây thì không được. Vậy là bắt buộc mình chỉ còn lại cái chỗ này thôi. Chỗ này là gì? À, nó cho mình nhảy xuống. Ở cái sân nè. Thì cái chỗ này có thể kiếm cái chìa khóa đúng không? Ồ, tay cầm súng trường. Ngon vậy. Kết hợp ngay. Ồ. Ở bên đây nó có cái gì nữa nè? Ủa? Đây rồi, chìa khóa đây rồi.
Trời ơi, cái hàng rào gì thôi, có gì đâu không cho leo trời. Cái gì bên kia vậy ta? Đấy, cái cửa này mình phải mở từ bên trong anh em ạ. Mình đang ở đâu vậy? Á đồ, mình xuống tầng 1 mẹ rồi. À, chỗ này mình đi rồi mà. Trời ơi, đi một hồi nó là loạn luôn anh em ơi. À, quái thiệt, bây giờ mình phải đi ngược lên trên mái nhà nè. À, cái phòng nào mà cần cái chìa khóa ta, chết cha rồi, mình quên rồi. Đây nè, cái mái nhà đây nè. À, cái con game. Cái chìa khóa hả? Để mình nhớ lại coi cái chìa khóa là ở đâu trời? Chìa khóa phòng thay đồ đã bị mất. Người cuối cùng giữ chìa khóa đó. Mình phải đi kiếm cái thẻ ID ở trong cái tủ đồ cá nhân. Cái tủ đồ cá nhân hả? À, cái tủ đồ cá nhân đâu? Đây nè, mình nghĩ chắc chắn là sẽ ở phòng nhân viên ấy. Cái tủ đồ cá nhân là chỉ có ở trong ở chỗ phòng nhân viên thôi anh em ạ. Phòng giặt ủi hả? Phòng nhân viên ở đây. Đây, cái phòng nhân viên đây. Chính xác, chính xác. Có thể chìa khóa là ở đây nè, cái này nè. Hay quá. Mình cần vô đây để mình lấy một cái thẻ ID. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn rồi. Ủa? Ơi! Quỷ. Hai bắn toát đầu ra luôn kìa anh em, kinh quá. Thẻ đây rồi. Cái chìa khóa này bây giờ cũng vô dụng rồi, mình vứt bỏ luôn đi để mình lấy cái chỗ trống. Bây giờ mình có cái thẻ ID rồi, bây giờ là mình phải cần mở những cái chỗ nào mà nó cần cái thẻ ID đó đó. Cái gì vậy? Ê, cái con gì kìa em ơi? Ê! Ơ, con gì vậy? Con gián hả? Ây da. Từ từ, cứ từ từ bạn ơi. Nó đang bị choáng, nổ chết đi. Ôi. Đúng như mình tính toán anh em ạ. Cái lựu đạn giết con này nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều luôn. Cái định mệnh vậy là mình phải đi kiếm thật nhiều lựu đạn rồi. Trời ơi, không biết có bao nhiêu con nữa. À, khoa vậy trời. Bây giờ mình cần đi đâu ta? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Phòng lưu trữ là cái chỗ mình sell thôi à. Ờ, cái chỗ này là mình không 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 nhảy xuống nữa nha. Chắc chắn là mình sẽ không nhảy xuống sân nữa. Tại vì nó không có được cái tích sự gì hết á. Mình chỉ còn nước là đi 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 vô mấy cái chỗ này thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, cái này nó thông ở bên kia thôi chứ không có gì hết. Đây đây đây, cái thẻ ID chỗ này nè anh em ạ.
ID. Ôi trời ơi. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Trời má, hai con nữa kìa. Mà cũng hơi là nó bị nhốt anh em ơi. Đây là đâu ta? Chưa chết đâu bạn ơi, bạn đừng có xạo. Cái đầu của bạn còn nguyên si kìa. Má quỷ thiệt luôn á. Được chưa? Trời ơi. À, tức quá, cái đồ mở khóa nằm đâu nhờ. Đây là cái chỗ mà nhốt hai con quái kìa. Thôi 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 thôi, bỏ luôn. Bỏ đi anh em ạ. Mình nhớ như còn một chỗ cần cái thẻ ID nữa mà ta. Đâu quá nhờ. À nó là phòng dập ủi hả? Phòng trực ban nè. À, phòng nhân viên là nãy mình mới đi ra nè. Bây giờ là mình cần phải đi tới phòng trực y tá. Phòng trực y tá. Ủa phải không ta? Mái nhà, phòng nhân viên, phòng giặt ủi là mình mới đi ra nè. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua bên đây thử coi. Thời nó rối cực luôn em ạ. Ủa không đúng, cái phòng nhân viên này nãy là mình bêm rồi mà. Ôi bây giờ mình phải đi đâu đây trời. Hay là mình xuống lầu nhỉ? À mình nghĩ mình xuống lầu hay sao á. Tại vì mình nhớ dưới lầu là mình còn một cái cửa gì đó mà mình cần cái thẻ ID. Ở đây bây giờ hiện tại là mình đi hết rồi. Ở đây nó có hai cái món đồ mà mãi mình chưa lấy được nè. Đây nè. Đây. Mình nhớ mà. Trong đây có cái gì trời? Ồ. Nếu mà trong đây mình lượm được lựu đạn là mình vô mình khô máu với hai con kia luôn cho coi nè. Mình nghĩ là cái cuốn băng cassette nó sẽ nằm ở trong cái phòng của hai con đó đó. Chắc chắn luôn. Không thể tự nhiên mà nó lại cho mình như vậy được. Và cuối cùng mình không có cái két ở quầy y tá. Đây rồi. Chính theo chiều kim đồng hồ, ba ngược chiều kim đồng hồ. Có nghĩa là chính bên phải và ba bên trái. Ok. Lựu đạn. Đúng như mình nghĩ luôn. Lựu đạn choáng hả? Lũ đạn nổ hai trái. Vậy mình ném phải chuẩn anh em ạ. Mình quăng choáng trước rồi mình mới sử dụng lũ đạn nổ nhỉ. Hợp lý chứ. Ok. Có kế hoạch rồi anh em ơi. Cái thẻ này bây giờ cũng vô dụng rồi nè. Rồi bây giờ là mình sẽ quay lại trên kia để mình bem với lại hai con quái kia. Từ từ mới chế cái đứng đó đi, từ từ. Vẫn có những cái món đồ mình không tài nào mình vô được nè. Ví dụ cái chỗ này nè. Mình cũng không biết sao nữa. Bây giờ là mình cần phải đi vô cái chỗ kia để mình lấy cái két đó anh em ạ. Phòng nhân viên á. Ờ à, đây là cái mái nhà. Mình bắt đầu mình nhớ rồi đó. Đây. À, bây giờ là mình phải đi vô kia để mình lấy cái... mình mở cái két sắt thử coi nó có cái gì không. Đây nè. Chính phải ba trái. Chính bên phải.
Sau đó quay ngược lại ba bên trái. Ồ, như đây là cái băng đạn đôi. Mình phải kết hợp thì nó mới ra được. Hình như bây giờ nó sẽ tăng cái lượng đạn cho mình lên hay sao vậy? Phải không? Để mình thử coi. Chính xác luôn, 64 viên. Được rồi, chúng mày đợi đi. Đầu tiên là mình sẽ quăng cái lựu đạn này vô hai quả cho nó choáng, rồi sau đó mình sẽ quăng cái lựu đạn nổ. Hợp lý không anh em? Chết tôi rồi, tôi chưa có chuẩn bị cái này, chán thế. Nổ! 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 Ôi! Chết chưa, chết chưa? Ở cái đậu phộng đó, sao thằng này trâu vậy? Ôi mừng quá! Nó bị trọng thương rồi anh em ơi, cho nên là mình mới giết được dễ dàng vậy luôn á. Này thấy ghê vô, IQ vô cực mà. Đây rồi, mình biết ngay mà. Chạy đi đâu? Có cuốn băng rồi, bây giờ mình phải nhét nó vô cái máy chạy băng này nè. Khổ ghê luôn. Bây giờ mình phải quay lại xuống dưới cái phòng dưới, ở dưới để mình đút cái cuốn băng này vô cái chỗ giọng nói. Đây là cái cách mà đi xuống nhanh nhất. Mình nhớ rồi đó, mình nhớ đường đi hết rồi đó, anh em thấy mình ghê chưa? Đây. Ôi. À, nó chờ. Nghĩ sao? Má thanh niên này trâu nhờ. Trâu bắn lâu cũng chết rồi bạn ơi. Má còn đứa nào nữa không trời. Ghê thiệt. Hết. Máu mình hơi bị nhiều. À, tức quá. Bây giờ là mình phải tạm thời mình quay lại với em Diêu đó. Đây. Game này hay chứ anh em, nó cái kiểu như là đi giải đố rất là logic luôn á. Nó có một cái logic rất là chặt chẽ. Má ơi, cái giọng nói gì mà nhiều vậy? Wow. Đồ ăn hơi bị nhiều. Một cái nè. Hai cái nè. Ơi. Ê, cô Trần không biết anh zombie. Bard. Brass. Tyrell. Bard's dead. À, ông bị bắn chết rồi. Shit. And the vaccine? I'm looking. Coi. There's gotta be a computer, right? Mình biết chắc chắn là ai sẽ là bắn cái ông này luôn. Chính là cái thằng Nikolai chắc luôn. Zombie không thể nào bắn được nên chỉ có thể là thằng Nikolai vô đây thôi anh em ơi. Hả, thằng quỷ mất nết thiệt. Cái kiểu như nó cũng chưa muốn ra mặt đấu với mình đâu. Đang ẩn thân đó anh em ạ. Đây có cái máy tính nè. Đúng như cái thằng T nói nè. Thư gửi. This is VRC Chief Nathaniel Bard. September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. Cái kiểu như đây là một cái tin nhắn video mà. And I hope and
Bằng việc vi hình lại, tôi hy vọng và cầu nguyện rằng sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng, để tôi có thể vớt lấy vác lại chút vinh dự cho tên tuổi của mình. Tất cả những đau khổ của thành phố Redcon bắt đầu từ vụ rò rỉ của một loại vũ khí sinh học có tên là Virus T. Biết ngay mà. Tập đoàn đã thuê tôi, Umbrella, đã tạo ra loại virus này. Và họ yêu cầu cho nhóm tôi phát triển một loại vaccine. Chúng tôi đã làm được. Hiện giờ bộ mẫu vaccine này đang ở trong văn phòng của tôi. Những phần còn lại được lưu trữ ở dưới lòng đất. À đù. Đang sợ đây mà. Nhưng cái bọn khốn nạn cấp trên, chúng muốn phá hủy nó. Chúng không muốn thế giới biết những gì chúng đã làm. Cho nên chúng tìm cách xóa bỏ hết mọi bằng chứng về cái sự tồn tại của virus. Tôi không phải là gã ngu, tôi biết bọn chúng không muốn tôi. Ơi! Cái ông tiến sĩ này tính ra vẫn là người tốt anh em ạ. Lúc đầu kiểu như là ông bị lừa thôi, ông bị lừa vô cái nghiên cứu về cái vaccine của con virus T thôi. Ủa mà biết cái gì? Sao con Diêu nó biết? À đúng rồi, con Diêu nó biết cái bí mật này cho nên là nó mới bị dí á anh em. Nó mới bị thằng Nemesis dí á, bên Umbrella nó kiểu như là yêu cầu cái thằng Nemesis phải bắt cho được cái con... Ủa sao bên kia có cái gì nhỉ? Đây rồi, vaccine đây rồi. Tiêm vaccine cho Jill. Mình cùng chết cái lũ đạn nào ông ta. Ơi! À, còn một con nữa hả? Ai á! Chết đi! Ai! Đùa, con này nó trâu quá em ơi! Mình không có lựu đạn rồi, chết tôi rồi! À, xung quanh cái con đó nó sẽ là một cái lớp giáp, mình phải bắn vô cái đầu nó là cái đầu điểm yếu. Bà nội nó, mình toàn là bắn vô người thôi. Má, hèn chi mà nó trâu. Mày ra đây mày. Ôi! Trời ơi, phát cuối cùng thì lại hết đạn. Ê, cày quá. Trời ơi, thiệt cái con này nó trâu. Nó thiệt. Diêu ơi, Diêu, em có thấy anh cực khổ không Diêu? Thôi bỏ qua cái khúc gọi điện này đi. Tôi mà toàn mạng tới được bệnh viện là vì dữ lắm là biết rồi, khổ quá. Cái con game này anh em ạ, khi mà chơi anh em sẽ cảm giác như là nó sẽ bị bên nhà sản xuất họ làm khó mình. Ví dụ khi mà con quái nó xuất hiện á, thì cái điều khiển của thằng nhân vật mình nó sẽ không linh hoạt như bình thường đâu. À, chơi kỳ thiệt luôn á, chơi gian quá à. Nó đã bắt đầu anh em coi nè, bắt đầu nè. Đấy, lúc này mình xoay chuột rồi đó. Má, tấn công lẹ vậy ba. Ô, đấm được kìa. Rồi, có khoảng cách là mày chết chắc với tao rồi. À, chết hai lần mới giết được thằng Củ Lìn này. Cái thật sự luôn. Mà bây giờ mình mất định hướng luôn rồi nè, nãy mình vô từ lúc nào ta? À, đừng nói có thêm một con nữa nha trời. Có hai cái chỗ mà mình chưa lấy được luôn nè, đây là một cái rương nè, và bên đây là một cái tủ nhưng mà không có đồ móc khóa. Mình nghĩ là mình sẽ kiếm ở cái chỗ khác á.
Đây cũng vậy nè. Không biết có súng gì xịn sò không nữa. Tạm thời mình quay về mình cứu em Diêu đó. Ôi em Diêu của tôi. Đây rồi. Vaccine gì màu tím ghê vậy? Trời ơi, đồi núi nó chập trùng rồi kìa anh em ơi. Vãi thiệt. Núi này cao dữ à. Tyrell, what the hell happened? Attention all citizens. Tất cả người dân chú ý, tình trạng lây nhiễm khắp thành phố được nhận định là không thể kiểm soát được. Vào ngày 1 tháng 10, thành phố Redcona sẽ bị phá hủy hoàn toàn bởi một đợt tấn công tên lửa. Tất cả những người dân sống sót được khuyến cáo sơ tán ngay lập tức. Đây không phải là cuộc diễn tập. Tất cả người dân chú ý. Trời ạ, chỉ còn một ngày nữa thôi, vẫn còn người sống sót trong thành phố kia mà. Thế cậu nghĩ chú Sam quan tâm đến chuyện gì? Chết tiệt, chúng tới đây luôn rồi. Cái đạo phộng đó, thằng da đen. Thằng da đen nó mang cái con mấy cái con zombie tới rồi anh em ạ. À, khổ thật sự luôn. Ok thì cái video của mình cũng đến đây là kết thúc nha anh em. Hẹn anh em ngày mai là mình sẽ làm tiếp cái câu chuyện con này luôn, khá là hay. À, bây giờ thì bye bye anh em nha.